Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 13 tháng 5 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý liên quan đến vòng 18 V-League 2023-2024. Bên cạnh đó là những tin tức đến từ đội tuyển Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng Khánh Hòa trong trận thủy chiến ở hàng đẫy. Câu lạc bộ Khánh Hòa đã đánh bại câu lạc bộ Công an Hà Nội ở lượt đi, nhưng họ liên tiếp không thắng ở những vòng gần đây. Đội bóng phố biển đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2023-2024 và kém đội xếp trên Sông Lam Nghệ An 5 điểm. Bước vào trận đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội đẩy cao đội hình lên ép sân và ngay từ phút thứ 7, Jefferson Elias đã tạo ra sự khác biệt khi tận dụng tốt quả khăng ngang của Junior để mở tỷ số cho trận đấu. Hàng phòng ngự ở Khánh Hòa chơi thiếu chắc chắn và đến phút 29, Jefferson Elias lại ghi bàn sau khi được Junior dọn cỗ đầy tính đồng đội trong một pha đối mặt với thủ môn Ngọc Cường, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Công an Hà Nội. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng đã có một trận đấu ấn tượng và ở phút 40, đường căng ngang như đặt của số 19 đã được Jefferson Elias băng vào đệm bóng cận thành, dễ dàng hoàn tất cú hat-trick từ sớm, giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội dẫn 3-0. Sang hiệp 2, trời mưa rất to khiến mặt sân lầy lội nên đội chủ nhà đã chủ động chơi giữ chân. Mặc dù vậy, đội chủ nhà cũng đã có được những cơ hội nguy hiểm nhưng thủ môn Ngọc Cường đã xuất sắc cản phá. Khánh Hòa cũng đã tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm nhưng thủ môn Nguyễn Philip đã chơi chắc chắn. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Khánh Hòa vẫn kịp có bàn danh dự trên chấm 11m của Coutinho sau khi tiền đạo này bị Việt Anh phạm lỗi trong vòng cấm. Thua 1-3 trên sân hàng đẫy, Khánh Hòa vẫn đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2023-2024. Trong khi Công an Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 2 và kém đội bảng Nam Định 7 điểm. Chắc chắn rằng là với hai trận thua vừa rồi thì chúc đội chúng tôi đã không còn đường lùi, và hôm nay thì các cầu thủ đã rất là tự tin và là lấy được 3 điểm, và mục tiêu của đội đó là vào top 3 và tiếp tục bám sát top đầu. Và xin cảm ơn người hâm mộ và tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ cho câu lạc bộ. Thì có một số thông tin cho rằng là sau khi chia tay nhưng mà VFF thì có thể trở về hỗ trợ Khánh Hòa, giúp Khánh Hòa thời gian tới, thì ông nói gì về cái tin đồn mà Hoàng Tuấn, người con của Khánh Hòa có thể trở về câu lạc bộ trong thời gian tới? Thì hiện tại đối với cá nhân tôi thì tôi cũng chưa có bất kỳ một thông tin chính thức nào về vấn đề là chúng rất là hiểu cho chúng tôi ở thời gian tới. Nhưng mà đối với bản thân của tôi với cũng như là đội bóng thì có lẽ chúng tôi cũng rất là hy vọng, cũng rất là chờ mong, thì cũng thì cái khả năng của ảnh với lại cái kinh nghiệm của ảnh trong những lúc khó khăn và những cái thời điểm trước đây ở Calico rồi, ảnh cũng lên dẫn dắt vào những cái thời điểm cuối cùng và cũng đã giúp cho đội bóng của chúng tôi. Thì đối với tôi thì cũng như đội bóng thì chúng tôi cũng có mong chờ một cái điều gì đó nó có thể xảy ra để hy vọng là chúng tôi có một cái cơ hội để chúng tôi. Huấn luyện viên Popov trả lời độc lạ. Ngày 12 tháng 5, Thanh Hóa giành chiến thắng nghè thở 3-2 trước Bình Dương trên sân nhà. Đây là trận thắng đầu tiên sau 7 trận của đội bóng xứ Thanh tại V-League. Suốt thời gian vừa qua, không ít lần huấn luyện viên Popov và các lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa lên tiếng phàn nàn về vấn đề trọng tài. Cũng vì quá bức xúc mà ông Popov đã bỏ họp báo sau trận thua trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và bị phạt 10 triệu đồng. Đến vòng này, huấn luyện viên Popov đã xuất hiện lại trong phòng họp báo, nhưng ông không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Phóng viên đưa ra 3 câu hỏi, nhưng tất cả những gì huấn luyện viên Popov trả lời là hai từ no comment, tạm dịch là tôi không bình luận gì cả. Bên cạnh đó, một chi tiết khác cũng rất thú vị, đó là giám đốc điều hành của câu lạc bộ Thanh Hóa, ông Cao Hoàng Đức buộc phải làm nhiệm vụ của một phiên dịch viên bất đắc dĩ. Nhưng có lẽ ông cũng không phải quá vất vả trong buổi họp báo này, bởi huấn luyện viên Popov cũng chẳng nói gì trong phòng họp báo. Cũng ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của BKMX Bình Dương cho rằng công tác trọng tài có vấn đề và chỉ trích người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Công tác trọng tài ngày hôm nay tôi nghĩ không thành công. Họ làm cho cả hai đội rất ức chế. Cái nữa là một hình ảnh xấu khi ban trọng tài VFF để cho huấn luyện viên trưởng đội nhà có những động thái gây áp lực rất nhiều mà không có hành động nào cả. Tôi chỉ cần phản ứng 1-2 lần thì bị nhắc. Trong suốt cả trận đấu, anh ta, ở đây có nghĩa là huấn luyện viên Popov, gào thét và xỉa xói trọng tài thì trọng tài không có tác động nào. Nếu như không có những phản ứng thì đó sẽ là một trận đấu cống hiến đẹp hơn. Chúng tôi thua thì chúng tôi chấp nhận. Thua trận 2-3, BKMX Bình Dương coi như hết cơ hội bám đuổi Nam Định ở phần còn lại của mùa giải. Tiến Linh và đồng đội có lẽ chỉ còn mục tiêu là giữ vị trí top 3 và nhận huy chương mà thôi. Nhận định LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đấu Nam Định, tiến gần đến ngôi vô địch V-League. Nam Định đang có ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch V-League 2023-2024 khi hơn đội đứng thứ hai là BKMX Bình Dương tới 8 điểm trước vòng 18. Dù vậy, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn tỏ ra khá thận trọng bởi mùa giải vẫn còn 9 vòng đấu nữa mới kết thúc. Cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng hết tháng 5, khi đạt được những kết quả như mong đợi, Nam Định mới dễ thở hơn. Như vậy, trận làm khách trên sân Hoàng Anh Gia Lai vòng này của đội bóng Thành Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Nam Định cần duy trì khoảng cách với các đối thủ bám đuổi phía sau. Nếu sảy chân, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể bị đối thủ đuổi kịp chỉ sau 2 đến 3 vòng đấu. Sự thận trọng của Nam Định là có cơ sở, bởi vòng này họ vắng đi chân sút chủ lực Rafael Sơn vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Cũng cần biết rằng,
LP Banh Hoàng Anh Gia Lai dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành được tổ chức hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn và chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 8 vòng đấu vừa qua. Nhưng nếu như chơi đúng sức, Nam Định hoàn toàn có thể làm điều mà mình mong muốn, đó là giành trọn 3 điểm. Với đội chủ nhà, mục tiêu hướng tới trận thứ 9 bất bại dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phải gặp thách thức lớn khi phải đối đầu với Nam Định. Trận này, đội bóng phố núi nhiều khả năng vẫn chơi phòng ngự chặt và rình rập những cơ hội ghi bàn. Đây là cách chơi mà LP Banh Hoàng Anh Gia Lai rất thành công trong giai đoạn vừa qua, giúp họ có thể sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nhưng làm thế nào để ngăn cản Nam Định đang hừng hực khí thế và có hiệu suất ghi bàn cực ấn tượng với 40 bàn trong những trận đấu vừa qua là một bài toán khó với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Đối thủ mất Rafenson nhưng vẫn còn ở đó Văn Toàn, Tuấn Anh, Henrio, Văn Đạt hay Hoàng Anh đang có phong độ rất tốt. Việt Nam vẫn là hạt giống số 1 Đông Nam Á. Lễ bốc thăm giải ASEAN Championship sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội. Có 10 đội bóng sẽ tham dự ASEAN Championship 2024, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Philippines, Singapore, Lào cùng đội chiến thắng trong trận playoff giữa Brunei và Timor Leste. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thành tích của các đội bóng ở hai kỳ AFF Cup gần nhất để phân định hạt giống. Thái Lan đương nhiên sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1 khi giành chức vô địch ở cả hai giải đấu đó. Đội tuyển Việt Nam và Indonesia cũng có một lần giành Á quân và một lần lọt vào bán kết. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng nhỉnh hơn ở chỉ số phụ nên được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan. Sự vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển Indonesia là yếu tố khiến giải ASEAN Championship 2024 trở nên hấp dẫn hơn. Nhờ rằng cầu thủ nhập tịch, Garuda đã trở thành một thế lực thực sự, khiến cho các đội bóng ở châu Á kiêng dè. Họ đã 3 lần liên tiếp hạ gục đội tuyển Việt Nam, một lần ở Asian Cup 2023 và 2 lần ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Trong quá khứ, Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup, nên thầy trò HLV City Young đặt mục tiêu cao nhất ở giải đấu này. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng rất muốn bảo vệ vị thế của mình cùng với HLV Kim Sang Sik. Còn Thái Lan, họ sẽ làm tất cả để bảo vệ ngôi vương tại bóng đá Đông Nam Á. Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Malaysia. Dư luận Đông Nam Á hy vọng rằng sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu duyên nợ giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nơi hai người bạn thân Kim Sang Sik và Si Tae Yong đối đầu với nhau. Ở nhóm hạt giống số 3 gồm Singapore và Philippines, còn nhóm 4 là Myanmar và Campuchia. Cuối cùng, nhóm 5 gồm Lào và đội thắng trong trận playoff giữa Brunei và Timor Leste. Ở giải ASEAN Championship 2024, mỗi đội tham dự được chia vào làm 2 bảng. Mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức sân nhà sân khách. Mỗi đội sẽ có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách xen kẽ. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết sẽ vẫn diễn ra lượt đi và lượt về. Việt Nam lỡ giải World Cup thu nhỏ, Indonesia thay thế. Ban tổ chức Toulon 2024 ban đầu có ý định mời Việt Nam tham dự. Tuy nhiên, VFF đã từ chối vì sau đó Indonesia được mời thay thế. Giải Toulon 2024 được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 6, trùng với lịch FIFA Day tháng 6. Đây là thời điểm rất nhạy cảm của bóng đá Việt Nam, bởi vì HLV Kim Sang Sik sẽ phải tập trung toàn bộ sức lực cho hai trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là cuộc tiếp đón Philippines trên sân nhà, sau đó là chuyến làm khách đến sân của Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù cơ hội đi tiếp là rất nhỏ, nhưng người hâm mộ vẫn rất chờ đợi xem liệu huấn luyện viên người Hàn Quốc có giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tích cực hơn sau triều đại của huấn luyện viên Chu Jae hay không. Có lẽ vì thế mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã từ chối ban tổ chức Toulon Cup để giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik không bị phân tâm với đội U23. Cách đây 4 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển U22 Việt Nam đã đồng ý tham dự Toulon Cup, nhưng kế hoạch bị gián đoạn do dịch Covid-19. Đây là giải đấu trẻ uy tín bậc nhất thế giới, được ví như World Cup trẻ thu nhỏ. Giải Toulon dù không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, nhưng vẫn thu hút được rất nhiều đội bóng lớn nhỏ trên thế giới tham dự. Năm nay, giải đấu có sự góp mặt của rất nhiều đội tuyển trẻ xuất sắc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Pháp, Italia hay Mexico. Trong lịch sử, Pháp là đội giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch, xếp sau là Brazil với 9 lần, Anh với 7 lần, Bồ Đào Nha cùng Colombia có 3 lần vô địch. Những ngôi sao nổi tiếng như Tammy Abraham, Eddie Nketiah, Anthony hay Paulinho cũng từng lên ngôi tại giải này. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày 13 tháng 5 của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe, thả like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Bóng Đá và Đời Sống. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả.